Hiếu, Hiếu, tôi quyết định rồi Hiếu ạ. Quyết định cái gì? Chuyển giới á? Không, tôi quyết định sẽ hiến thân cho y học. Ông suy nghĩ cho kỹ đi. Trước khi viết di chúc ấy, ông phải hiểu rằng là khi ông thăng thiên, những bộ phận trên cơ thể ông sẽ được lấy để ghép cho những người khác. À không, ý tôi là tôi đã nhận lời yêu một anh sinh viên ở trường y rồi. Trời ơi, yêu đương nhăng nhít thì bảo yêu đương nhăng nhít đi, lại còn bày đặt hiến thân cho y học. Mệt người, nó uất ruột. Tôi hạnh phúc quá ông ạ. Bầu trời đối với tôi hôm nay toàn màu hồng vậy. Màu hồng? Em chẳng thấy nó hồng tí nào. Từ cái ngày mà nhà trường thông báo là sắp tiêm phòng á, em thấy bầu trời hôm nào nó cũng thâm như kiểu rái cá ấy. Cái gì? Tiêm phòng á? Tiêm ở đâu? Tiêm những ai? Ui giời, tại sao phải tiêm? Anh chẳng chú ý gì cả. Hôm chờ cờ, cô hiệu trưởng chẳng nhắc là bắt đầu tiêm từ giữa tuần, từ khối 12 xuống còn gì. Khối 12 xuống? Ôi, này, thế bây giờ mình không tiêm thì có được không? Được chứ à. Nhưng xong sẽ ngồi sổ đầu bài vì tội chống đối. Anh xin xung phong ngồi sổ đầu bài còn hơn là bị tiêm. Anh sợ tiêm lắm. Tâm hồn mỏng manh, nhỏ bé này của anh sợ đau, sợ máu nữa. Anh bị đề, anh sợ tiêm là đúng rồi. Nhưng mà nhìn anh Hiếu kìa. Anh Hiếu cũng sợ tiêm à? Mà mặt xanh lét thế. Hả? Cái gì? Ai sợ? Ai sợ chứ, anh không sợ đâu. Mà thôi, đi tiêm đi. Đi học đi, đi. Anh Hiếu, đi học đi. Anh làm gì mà cứ quanh như kiểu chó tìm ổ đẻ thế? Thảo ơi, cho anh hỏi tí. Thì vừa đi anh vừa hỏi em được mà. Đi học nhanh lên, tí em còn chủ nhật nữa. Không, cho anh hỏi đã, xong mới đi được. Rồi, thì anh hỏi đi. Thế hôm nay theo lịch thì khối 12 tiêm à? Đúng rồi, anh sợ tiêm đúng không? Nhìn mặt ngắn tút đấy kia là biết rồi. Anh chả sợ tiêm quá chứ. À chết. Không, ý anh ấy là hôm nay mày cứ đi học đi. Anh mệt, anh không đi đâu nhá. Anh ốm rồi. Ê, anh Hiếu, anh làm sao thế? Nãy người khỏe như vâm, oánh hết cả loa cầm nguội, kêu mệt mới chả mỏi. Thôi, đi học đi, không hôm sau anh chép bài mệt nghỉ luôn đấy. Chép bài cũng được, còn hơn là bị tiêm. Lộ rồi nha, thế là em đã nắm được điểm yếu của anh rồi Hiếu ạ. Đồ Hiếu hư hỏng sợ tiêm. Này, đâu đây? Em đi học, đến trường nha, em sẽ loan tin cho cả trường biết là Hiếu hư hỏng sợ tiêm đến mức nghỉ cả học. Này, tao xin mày đừng có nói Thảo ơi. Thảo ơi, đừng nói Thảo ơi, xin mày đấy, thật này. Này, ông gọi tôi ra đây có việc gì đây? Chiều nay tiêm rồi đây, ông điền vào phiếu tiêm chưa? Chưa, nghĩ đến đã sợ, bùn rùn hết cả chân tay rồi đây này. Tâm trí đâu mà cầm bút điền nữa. Làm nào bây giờ nhở? Trần đời bố tôi đánh, tôi còn không sợ bằng bị tiêm ấy. Tôi cũng thế, nếu mà được chọn giữa bị tiêm và bị đánh, tôi sẽ chọn bị đánh bằng cái gậy siêu to khổng lồ luôn. Xem có cái nào mà không phải tiêm cũng không bị cô giáo phạt thế. Không bị tiêm á, giờ chỉ có ốm mới sốt thôi. Còn đâu á, vật giả tiêm hết. Đúng rồi. Bây giờ nhá, mình tích vào tờ khai ấy là mình đã bị sốt. Xong rồi bùm chiếu, không bị tiêm luôn. Đúng chưa? Ai ấy lại tiêm người bị ốm bao giờ? Có mà tiêm song song. Hay quá Hiếu ơi, tôi không ngờ người ngu như ông mà lại nghĩ ra được cái cách tuyệt vời như thế đấy. Này, hơi bị quá đà rồi đấy nhá. Nhưng mà thôi, vì cái sự thông minh mang tính chất đột xuất của tôi hay làm cho đối phương bị bất ngờ nên tôi thông cảm cho ông. Thôi được rồi. Cái gì đấy? Đây, thế giờ tích vào ô bị sốt nhá. Đúng rồi, tích đi, sốt đi, tích sốt đi. Thế nhưng mà bảo bị sốt, xong cô giáo đo nhiệt độ không sốt thì có bị làm sao không nhở? Trời, hỏi thế cũng hỏi. Thế thì vừa bị tiêm, vừa bị ngồi vào sổ đo bài. Ôi chết. Thế thì không được nhờ. Thế cũng không được. Bây giờ phải có cái ô nào á, tích vào mà không bị tiêm, xong cũng không bị đo nhiệt độ ấy. Ừ đấy, nó phải thế chứ. Được, xem nào. Đây rồi. Có bầu. Đấy, bây giờ mà mình tích vào ô có bầu nha,
tôi đố bác sĩ nào dám tiêm phòng rubella cho mình đấy. Đấy, thông minh nó phải thế, không phải tiêm. Ơi, em cứ tưởng là tiêm đau như thế nào, ai ngờ á, như con muỗi đốt, hả nhở? Nhưng mà em vẫn hơi đau tay chị ạ, nãy còn không viết được bài cơ. Ơ, sao lại thế? Thế em đã báo phòng y tế chưa? Nhà em sốc thuốc thì sao? Em báo rồi chị ạ, tại lúc em tiêm em căng thẳng quá, tay em cứ nắm chặt thế là bị đau. Đúng là thảo tổ, lúc tiêm á phải thả lỏng tay ra mới không đau. Mà anh Hiếu với anh Tuấn á, tiêm trước chị em mình, tiêm xong đồ uống sữa đậu nành, rõ sướng. Chả sướng gì. Ơ, sướng mà. Đến khối 11 bọn em tiêm xong á, hết sữa đậu nành, phải uống nước đường kìa. Sữa đậu nành cũng chẳng ngon. Công nhận đấy. Anh Hiếu, anh Tuấn, hai anh làm sao đấy? Trông cái mặt cứ như mình đang ngâm nước ạ. Chả sao hết. Chả sao, chả sao mà nhìn cái mặt ghét chứ kìa. Thực ra là có sao, rất nhiều sao. Vâng, thế sao là sao ạ? Mày nói chúng nó nghe đi Hiếu, chứ tao chán tao có buồn nói nữa đâu mà. Thì là anh với thằng Tuấn sợ tiêm, Tích và Ô có bầu trong phiếu tiêm ấy, để khỏi bị tiêm. Ai ngờ cô giáo soi kỹ quá, hai thằng bị ghi vào sổ đầu bài. Cô còn hẹn chiều đến để tiêm nốt với khối 10. Trời ơi, nhục ơi là nhục ấy. Đáng đời anh Hiếu nhá, thế là được ngồi sổ đầu bài rồi. Ai đời đàn ông có thai bao giờ. Đầu học rốt. Này, mày còn cười trên nỗi đau của tao nữa à? À, chỉ là lúc điền phiếu tao túng quá, tao không nghĩ kỹ thôi nhá. Chúc mừng Hiếu hư hỏng đã đến gần hơn với việc bị đuổi học. Mày cứ ở đây mà nhẹ nhẹn, tao đi về. Chúng mày định làm gì anh ấy? Anh yên tâm đi, bọn em có làm gì đâu mà anh phải lo. Không làm gì mà mang cái bộ mặt hao háo sang đây á? Định ăn anh hay gì? Bỏ ngay cái ý định đấy đi nhá. Anh là anh thích con trai, chúng mày biết rồi còn gì nữa. Không, bọn em sang chỉ muốn nói với anh rằng anh và anh Hiếu ạ, cứ mạnh dạn tiêm đi. Cứ nhắc đến tiêm là run nhóc ra. Phận làm em như bọn em ạ, xấu hổ lắm. Ờ, thế sao mày không bảo thằng Hiếu nhà mày á? Bảo gì tao? Thì bọn em vừa giảng giải cho anh Hiếu xong rồi, nhưng mà anh Hiếu không nghe, anh đấy khó bảo, cứng đầu lắm. Làm gì vừa đẹp trai, vừa dễ bảo như anh đâu. Nghe cũng có lý đấy nhở. Vâng, hợp lý mà anh. Tiêm phòng mũi này quan trọng lắm. Mà anh nhá, đi tiêm, có khi lại thành soái ca tiêm phòng ý, nổi tiếng ai cũng biết đến cơ. Mà nhất là người anh thích làm ngành y đúng không? Đấy, cờ rút làm ngành y mà mình lại sợ tiêm, thế thì đến với nhau thế nào được? Anh... Không anh nữa, bây giờ em bảo nhá, anh đi sang nhà cái Thảo này, rủ anh Hiếu đi tiêm đi. Chứ bây giờ hai anh không đi tiêm nhá, vừa bị phạt, lại còn mất cơ hội phòng chống bệnh nữa. Được rồi, anh sẽ sang rủ thằng Hiếu đi, anh phải không sợ tiêm thì sau này mới giúp đỡ được người yêu đang học trường y của anh chứ. Thế chứ, bây giờ em bật mí cho anh nhá. Anh Hiếu đang ngồi như một con chó cụp tai ở ngoài bờ ruộng ấy. Bây giờ anh đi ra đấy, động viên anh ấy đi. Ờ được, anh đi đây, trông nhà cho anh nhá. Ok. Yeah. Không... Hiếu! Không, không chịu được. Làm gì mà căng thẳng thế? Tôi chỉ giao oai với bọn con gái thế thôi. Chứ tôi sợ tiêm như thế nào, ông cũng biết mà. Ừ thì biết là như thế. Thế nhưng mà tiêm phòng là quyền lợi của mình. Người ta đi tiêm á, có mất tiền kia kìa. Đây mình tiêm miễn phí, tội gì chả tiêm. À, nhưng mà tôi không tiêm đâu. Mà tôi tưởng ông cũng sợ giống tôi. Nay ăn cái gì vào mà hùng hổ thế. Ừ thì tôi cũng sợ. Thế nhưng mà nghe con Nhung với cả con Thảo như ông giải thích thì tôi cũng đỡ sợ đi một tí rồi. Hóa ra là ăn bánh hón của chúng nó. Nhưng mà thôi, ông không sợ thì ông đi tiêm đi. Tôi vẫn sợ lắm, tôi không đi đâu. Này, ông có phải đàn ông không đấy? Tôi... không. Đây, đúng rồi. Không phải đàn ông như tôi thì không sợ tiêm. Thế nhá, chiều lên trường đi tiêm. Tiêm xong tôi với ông làm kiểu ảnh cho nó máu. Máu me gì? Mà tôi xin phép trả lời lại cái câu hỏi của ông. Đó là tôi đích thị là đàn ông nên tôi không thích tiêm. Ok, hợp lý chưa? Hợp lý chỗ nào nhỉ? Vậy thì càng phải tiêm. Ông có biết người ta ví tiêm như gì không? Người ta ví tiêm như kiến cắn. Mà là cái thằng đàn ông thì có thằng nào sợ kiến cắn đâu, đúng không? Làm gì có con kiến nào răng vừa dài vừa nhọn như cái mũi kim tiêm đâu. Ôi dồi ôi, cái mũi kim nó mà cắm vào tay thì có mà ngập thịt. Nghĩ thôi đã thấy thốn rồi. Thôi, chốt nhá. Chiều tôi với ông đi tiêm. Nam nhi đại trượng phu,
Sợ gì mấy cái mũi tiêm bé tí đây? Người ơi, chưa bao giờ tôi ước ao được làm con gái như bây giờ cả. Nếu mà được làm con gái nhá, tôi sẽ khóc thật to, dây đánh đạch ra để không phải bị tiêm. Cần làm đàn ông á, sợ đái ra quần nhưng vẫn phải tỏ ra mạnh mẽ. Tốt, thế nhá, chiều tôi gọi ông đi học, giờ tôi phải về đây. Ừ. Chốt. Ừ. Ồ, mình đã kịp đồng ý đâu mà nó chốt thẳng vào mồm mình ngọt chớt đấy nhở? Thằng này. Mà sao anh nhớ lâu thế nhở? Để ma lên mẹ ạ. Chắc là anh nhớ đi vệ sinh chị ạ. Ờ. Trang không có dâu là để ai nhở? Nhìn kìa, đi theo em. Đi đâu đây? Tôi ra làm vài vá điện tử, xong rồi đợi hết đợt tiêm tôi về. Ra vậy. Chú bay, khênh nó lên trường. Lần này á, không tiêm không về. Ôi giời ơi, thả tao ra, tao tự đi được. Thả mày ra, để mày tự đi, là đi về nhà đấy hả? Tiêm nhẹ thôi, như kiến kém thôi mà. Không sao đâu. Không, tao không đi tiêm đâu, bỏ tao ra. Cô ơi cô, cháu bị dị ứng thuốc này, tiêm phát chết luôn đấy. Cô đừng có tiêm. Ôi giời, yên tâm, cô tiêm nhẹ lắm, nhiều mũi đâu thôi, tí là xong. Cô điều, làm gì có con mũi nào vòi bằng inox đâu. Đưa đây đây nào, cô tiêm tí là xong thôi. Cô cứ đập vào phát là luôn đi, không cần nhẹ nhàng với trường hợp này đâu. Ui, này, con kia, tao có làm gì động chạm đến mày đâu, mà mày hại tao thế hả? Không, em đang giúp anh mà, cố lên anh trai, tiêm cả nào. Đây, chuẩn bị tiêm nào. Ui dồi ôi, kim này có mà xuyên từ bên này sang bên kia, thì còn gì là tay nữa. Ôi, ngồi yên, cô tiêm cho, một tí thôi không đau đâu. Ôi, cô nói dối. Ôi trời ơi, đau quá. Đau quá. Nào, cô đã tiêm đâu mà đau. Ôi trời ơi, cô tiêm nhẹ rồi cô nhá. Ui, yên tâm, nhiều con mũi đốt rồi mà. Cô tiêm cái là xong luôn. Ui, mất việc quá. Hai bạn kia, đi lần du ngay, cậu này lại giúp cô nhanh lên. Anh Tuấn, chị Nhung. Ây giời. Bỏ ra. Du chạm, du chấp nhờ. Này, chúng mày có biết đây là gì không? À, đây là mũi tiêm đi vào lịch sử đấy. Chả biết ai đi tiêm, sợ ngất cả già. Anh hiểu nhỉ? Chắc ai như không phải anh trai Thảo à, mà có cái vết sẹo tiêm trên tay nhá. Cảm giác như kiểu mình là siêu anh hùng, nó mạnh mẽ, nó nam tính thôi rồi. Thế mà trước lúc tiêm, có người ước được làm con gái để được khóc thật to đấy. Có mỗi cái vết sẹo tiêm phòng thôi mà anh làm như là vừa đi thay cả não về. Nói chung là hiếu hư hỏng là đồng sợ tiêm. Mày nói bé thôi, quắc 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 cái mồm ra. Bây giờ vô tình cái Ngọc người yêu tao nó đi qua đây nó nghe thấy, có phải tao không biết giấu mặt vào đâu không? Mày muốn anh mày ế à? Hả? Thế thì anh xác định ế luôn đi nhá. Bởi vì hôm anh đi tiêm á, anh khóc, nước mắt nước mũi thèo lèo ra, mũi thì thổi bong bóng luôn. Chị Nhung á, chị quay lại hết rồi. Hôm nay chị cho đâu có 15-20 người xem thôi. Cái gì? Nhung! Đúng thế không? Không, không phải em đâu. Em chỉ định giữ làm kỷ niệm thôi. Là anh Tuấn, chính anh Tuấn. Anh ấy cứ đòi là bắn sang điện thoại anh ấy. Còn anh ấy cho anh xem thì em không biết. Em không biết mà. Tuấn, mày, mày. Không phải tôi, con kia, chính nó. Nó ôm điện thoại tôi, cắm vào màn hình lớn ở căng tin á. Không, 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 em xin lỗi, em không cố ý đâu. Thôi chết rồi, thế nhưng mà em đăng lên cả Facebook của trường rồi.
Ôi, thế này thì tao chết đi, chứ sống làm cái gì nữa. Ôi, chúng mày chết tao đi.